Vâng, quý cô chú anh chị ơi, giờ mấy anh em mình sẽ cùng nhau dọn dẹp ha. Ở nơi đây cho nó gọn gàng nha. Đây nè. À, chị cầm quay luôn đi. Để tụi em dọn dẹp coi. Mình để cho bàn được một mớ nè, đồ quá. Sợ bởi mấy cái bình này nè Minh. Đi lên luôn. Ừ, sợ bởi mấy cái bình. Sợ bởi mấy cái bình ha. Bỏ ra luôn đi. Bỏ ra nhà luôn. Tại vì tôi nói cái thời thế. Cho tao coi luôn đi con đi. Quá. Hai cái giò riết giờ đi hết hỏi rồi, nó mỏi. Nó mỏi đuối luôn, tính xương sống luôn á. Đây cái này để lên cao giùm em. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi, nó đẹp cái này. Quá trời đẹp luôn. Rồi tiếp tiếp tiếp. Mà mấy con này nó không biết đường lên cầu thang ha. Đây. Lợi nhỏ hơn nha. Ồ, anh đi giỏi quá đi. Đó, giờ đèn lên nè quý cô chú anh chị ơi. Quá đẹp rồi. Lên rồi. Mà mẫu chú bên đây có mấy cái đèn đỏ mới đẹp nè. Mấy cái đèn đỏ mấy chị không ngập nè. À, bây giờ cho ai quét đi. Gòn mấy này người nào dẹp vậy. Không, mình tập trung mình dọn cái xong rồi mình chờ luôn. Tập đúng rồi. Nè. Tập trung dọn luôn. Quá trời rồi ha. Ê mấy cái bình mà nhỏ ta để dưới này đi Hương. Để còn lên. Để cho cái rổ á. Giờ mấy anh em mình phải dọn dẹp hết nè. Đó, em coi. Rồi bây giờ thôi mình clip là vui lên bằng cái luôn á. Ừ, đẹp quá. Nha thì đỡ dưới đi. Chị tin nè. Trời ơi đẹp quá đẹp luôn. Có hai ba cái chỗ trong hết á. Ý là lập là hồi đó quay cái gì á không? Ăn bên cạnh không? Anh lên cái đó không? Dạ, dạ không, dạ không. Mấy chỗ bông đó để mấy đứa trên đi Minh. Không cậy cứu ngoài bây giờ số ngoài của anh đi em nấu số ngoài đi rồi nữa tôi vô tôi còn mấy chậu bông nữa kìa ai quét cho ai vinh bông vinh còn mấy cái không quay dưới không mua thịt cái ly cũng cái này cắt thôi là bỏ mang vô vậy cái thắt gọi là bông qua để cây mang vô hết đó quét quét quay hai cái của ai hả? Cuốn ớt nãy giờ nè. Ừ. Vậy chị cầm cuốn ớt nãy giờ hả? Tưởng nó chị quay cho chị luôn chứ. Đâu có không? Các của chị điện còn chưa muốn được đó, ở đó quay. Quay quay quay. Giờ còn 2-3 clip chưa đăng luôn đó mà giờ vô xử cái này xong rồi đã. Nào việc mình làm trước trước sau sau. Anh em đứng tay. Chị nó có yêu nhưng mà mình làm cái này trước đi. Để mình làm sẽ đăng lên xong cái anh em người ta làm xong hết rồi. Mình người ta chân đi cho nó xong. Quá vườn hoa Đà Lạt quá đẹp cô chú anh chị ơi. Bây giờ thành cái vườn hoa luôn á. Đúng rồi, thành vườn hoa Đà Lạt rồi cô chú anh chị ơi, đẹp quá. Trời ơi. Cho xí tiền miếng đang quay chứ gì. Đẹp quá. Đi đến đây là vài ngày nữa chị giảm cân luôn á. Đang giảm xuống 5 kg. Giảm 5 kg phải không? Chị tới ngoài đó. Giống như đang, là phải dục vậy đó. Đang giảm 5 kg rồi đó. Đem những cái bàn đèn. Đẹp ghê. Kỳ ha. Ừ. Bây giờ mà về hết nè, như bây giờ là về hết nè, không có tem móng tím mình ai dọn. Đúng rồi. Đúng đó. Không? Đó bà con thấy không? Có ai đâu dọn đâu. Phải tèo tím ở lợi dọn nè. Đó vậy đó. Cho là sáng là phải trả là cái hiện trường sạch đẹp như giống như hôm qua hồi sáng. Đúng rồi. Đó, mình chẹn con đầu nè. Đó.
nói bỏ luôn á. Hai ngày. Ủa chưa về nữa em gái. Hả? Trời đất ơi, tối rồi đó, nhỏ đi về đi. Bây giờ còn cái chổi đâu ta mọi người, hai ba cây chổi trà luôn mà. Mình cho muối quay đi. Mày, mày qua cho anh Ngọc mày chỉ anh với anh Hùng về tối. Ra ngoài làm chuyện đi để cho nó đi. Thôi về đi, về đi. Ngọc tắt đi. Về đi ha. Bữa nay cũng làm mà chị tặng em đây. Đây nè cô chú anh chị ơi, về hết giờ đội áo tím đang dọn dẹp nha cô chú anh chị. Hốt vô thùng rác luôn. Hốt luôn anh Phương xuống. Đây, đó tím đang dọn dẹp cho sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đó. Đó. Trong đó tím anh em đừng ngự tay chân cho xong nha cô chú anh chị. Cái dù đâu vào? Dù tím á. Đứng né qua bên kia. Dọn đây con cái dù nè. Còn bên cái ghế kìa. Đâu. Đây nè. Lên ba nó giục xuống hết đi Minh. Hôm nay cái ly nữa nè. Bỏ cái ly vô Phương. Bơ lên anh Ngọc. Đó, nhìn em trai tôi tội nghiệp chưa? Em trai tôi bệnh đó nhưng mà cũng dọn dẹp đó thấy chưa? Đó. Lá mộ kìa dẫn 18. Cái lao mình đằng đó đó Minh ơi. Sáng vô mình rửa luôn. Rồi ok. Vậy là mình mai lao mộ thôi ha. Lao mộ nữa là xong đó. Rồi lao mộ cái nó đi rồi. Đó, đợi áo tím á, giờ phải lao mộ cho cậu luôn á, dọn dẹp, tấp hành. Làm cho xong cô chú anh chị ơi. Lao dữ vậy. Không phải từ từ thôi. Vậy hả? Chữ mình chữ lại. Thì chữ phải chịu thôi chứ sao giờ. Có ngày nay thì để du di đi cho ta dọn dẹp luôn chứ sao. Nay là đuổi thì mình làm lẹ lẹ mình đi về. Hiện tại bây giờ là... Rồi ok rồi nói rồi mà. Nhưng mà bà hỏi có nó bảo hiểm không? Chung ghế mua cái nó bảo hiểm. Có hả? Chưa 500.000 mua cái nó bảo hiểm đi anh. Ừ, mua vô Sài Gòn anh kêu rồi anh đưa đi.
Sao cái cô Sáu đứa gì mày? Rồi bà hồi nó ra mà rất nhiều. Sáu luôn hả? Vậy anh phải cô Sáu đi ra cho. Sáu, ủa con giờ tao mà. Đi ra đi ra đi ra. Cô Sáu đi ra không được, không được lao đây. Cô chú anh chị nhìn đội áo tím của em nè. Rất thật nguyên ngày rồi giờ còn phải dọn dẹp cho cậu cho gọn gàng, qua viên cho sạch sẽ nha cô chú anh chị. Mò ra thôi, mò ra không phải đuổi. Cô chú anh chị nhìn thương đội áo tím hay không? Thấy tội nghiệp chưa? Dạ đâu biết tôi chơi thiệt đâu. Tất bật cả ngày giờ còn phải lo lao dọn nữa đó. Bây giờ nó đi trả rồi đó. Cô dọn cho sạch sẽ cho cậu, cho dẹp qua viên cho sạch rồi mới được về nha cô chú anh chị. Mày nói gì bây giờ Sáu ơi. Ê mày tao mượn nó, chồng nó cái nón mày mày nó giận hờn mày. Nó nói hả, ông đem về luôn nhà ông luôn đi. Vô khống nè, bên khe đó đi vô khống. Khe cuối cùng là vô khống anh em YouTube rồi. Bây giờ là ghi âm còn gọi đúng không? Tao mình ôm cái này vô đây cho nó gọn đi, để nó dướng. Ê, giờ vô ghi âm nhiều lắm rồi đó. Ghi âm còn gọi với là em nút ngang luôn đi Minh. Nút ngang luôn đi, chị cầm luôn chứ. Ừ, nút ngang luôn đi. Sẵn chị cầm rồi. Rồi, anh có trận anh á. Khe cô Sáu. Đi ngoài đường như cái chơi nó lộn bên luôn đó. Thấy nó ba chồng chạy lên cái xe nó sáu sáu dựng xe đó, nó đẩy lên trên xe luôn á. Dạ. Con Sáu. Cái lấy cái chỗ bếp nữa đây chơi đi mọi người. Cái chỗ đó rồi. Ngày mai ngày mốt nữa trả là cái tiền mình cho qua đi. Lấy chỗ bếp nữa đi, kinh khủng. Anh ơi đừng nói gì, nói gì ta vô cùng bạn. Anh em ơi nói chị giàu trăm giàu thôi. Tới đây nè Hương, Hương. Cái táo, cái táo lẻ. Nhanh nhanh. Em phát biểu linh tinh là cô quát là vô ta chửi chết à. Ừ, né xa xa thôi. Đúng rồi. Anh nói không vô rồi. Anh nói em đâu nói. Bây giờ mình thắp hương cho chú thôi. Nam mô Di Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2020. Thôi bây giờ là chuẩn bị thắp hương để chuẩn bị vậy ha. Thì tới đây nữa mọi người xin phép khép lại cái video này để trang quân Bình Dương cũng như chúc mọi người sự có tướng vô linh, ông cũng sạch giỏi dân ngoan, có cái tay giác cho mọi người. Cảm ơn chú anh chị. Năm 1958 bằng cái đó còn xài được. Đây là dọn dẹp mộ cầu sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đội áo tím em giờ đang cúng cho cậu này xin về nha cô chú anh chị. Hương 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 hương. Dạ hiện tại giờ bảo vệ tới mời anh em YouTube ra nha. Anh đang cúng mà em nói gì đi chứ cho được. Em có nói gì đâu. Ru luôn em vô thắp nhang, ru luôn á. Bên đây, bên đây. Mở cho lên cho em. Ông kia á, gái mà người làm quên gái luôn á. Làm quên gái luôn á. Mình đang gái mà mình phải để cho người ta gái xong cái. Đấy. Sao sao? Đang giái mà nói chuyện lia chi hết. À, ui vậy xong rồi. Em mang cái đi vô lên nhà trời đi. Đó, ui chú anh chị à. À, tại giờ. Cái này để sáng vô mấy anh em mình rửa luôn anh ơi. Sáng mấy anh em mình rửa lại. Sáng vô là cái nước này đó. Em tính tính lao luôn đó. Đốt nhang đi về. Đốt nhang về đi mọi người, để bố về đuổi phiền lắm. Mai mốt mà anh em mình làm tao cho nữa. Đúng rồi. Bây giờ là tạm thời mấy anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây ha quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh ha. Bây giờ hiện trường là mấy anh em mình phải dọn sạch sẽ luôn ha. Giống như là buổi ấy luôn đó mình buổi sáng luôn đó. Đó. Anh em về nè, thấy chưa? Anh em nào mai xem xong vô dọn thì mình cứ dọn lại. Mai mấy anh em vô chịu khó vô sớm buổi nha. Người nào mắc làm thì làm, còn người nào không làm thì mình rảnh mình đi vô. Để mình
Mà dạ. Mà ai mà nhà xa thì lên xóm không được thì lên chải nha. Mấy chị ở xa thì mấy chị lên chải đi. Trời ơi, tới tay luôn. Này thì mình cũng xin kết thúc hàng quý của chú anh chị. Buổi tối một ngày là chúc chú sinh nhật vui vẻ và thăng tâm an lạc, cũng được tu hành cho nó tới nơi đó trốn chú, để sau này về đây để độ đời chú. Đó, con xin chúc chú mau thành đắc quả trong ngày sinh nhật của chú Vũ Linh, ông Võ Văn Ngoan. Thì hôm nay cũng có con của chú lên, tất cả có cái điều gì sơ xuất mong các chư vị ở đây, các chư vị thần linh cũng như các long thần hộ pháp, thổ thần thổ địa ở đây cũng bỏ qua dùm cho tất cả các anh em của con cũng như khán giả yêu quý nghệ sĩ Tú Vũ Linh cũng như là chị Hồng Loan, cũng như tất cả người thân của là gia đình của chú bỏ qua hết. Để bây giờ thì anh em mình sẽ đi về hay bảo vệ vô quý của chúng chị ơi. Xin chào bà con ha.